đức tin là băng qua thử thách, là đáp tiếng xin vâng Abram trắng chơi tư, tay gươm sẵn sàng không đắn đo chân chừ, hiến tế con mình dâng lên Chúa. Hành trình của đức tin là cơn đau của gió, dù mất mát bao trùm luôn phó thác trao dâng tủi nhục trong tin yêu tín thành, kiên vững một lòng cậy vào Chúa quan phòng. Mầu nhiệm đời người là hành trình của đức tin, từng cuộc hành trình là mầu nhiệm của ý Cha. Hành trình của đức tin là mồ hôi đổ hòa máu, là chén đắng Giêsu đêm sâu giữa vườn dầu, vâng theo ý Cha nâng lên môi chén sầu, Ngài đã uốn cạn trên đồi Golgotha. Hành trình của đức tin vượt phong ba tội lỗi, vượt thoát những yêu hẹn, kiên chung bước theo Thầy trong cơn khốn cùng, không buông xuôi không thất vọng, nhưng lúc cô độc không sợ hãi ngã lòng. Mầu nhiệm đời người là hành trình của đức tin, từng cuộc hành trình là mầu nhiệm của ý Cha trên trời. Là mồ hôi đổ hòa máu, là chén đắng Giêsu đêm sâu giữa vườn dầu, vâng theo ý Cha nâng lên môi chén sầu, Ngài đã uốn cạn trên đồi Golgotha. Hành trình của đức tin vượt phong ba tội lỗi, vượt thoát những yêu hẹn, kiên chung bước theo Thầy trong cơn khốn cùng, không buông xuôi không thất vọng, nhưng lúc cô độc không sợ hãi ngã lòng. Mầu nhiệm đời người là hành trình của đức tin, từng cuộc hành trình là mầu